Nia sang konnichiwa. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật online cùng với chúng mình. Trong bài học Kanji N5 N3 kế tiếp ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau học các chữ sau. Cha, hajimemashu. Chữ đầu tiên chúng ta học đó là chữ hoàn, mang ý nghĩa là tròn. Đọc là gang, ví dụ, đang gang viên đạn. Maru trong chữ marui, tròn. Khi mà đọc maru không, thì ví dụ các bạn có những cái bài kiểm tra mà đúng ấy, nó cũng đọc là maru. Maru là đúng. Khi các bạn khoanh tròn vào cái đáp án đúng, chúng ta sẽ nói là maru. Còn cái dấu x thì là batsu. Ii desu ka? Ví dụ như sau. Chiki wa marui ga kansen na tama dewa nai. Trái đất là hình cầu chứ nó không tròn hẳn, đúng không? Ii desu ka? Chữ kế tiếp là chữ nhiệt. Trong chữ netsin, nhiệt tình. Đọc là netsu. Hoặc là net. Atsu trong atsui. Atsu ở đây mang ý nghĩa ví dụ là khi mà chúng ta nói về thời tiết thì cũng là atsui, nhưng không phải chữ Hán này. Cái atsui nóng này mang ý nghĩa ví dụ như là thân nhiệt của chúng ta nóng chẳng hạn, thì khi đó chúng ta dùng atsui này. It is ka. Và khi chúng ta uống cà phê nóng thì chúng ta cũng sử dụng từ này. Atsui ippai kohi de atama ga shukkiri shita. Ôi, uống một tách cà phê nóng làm cho đầu óc nóng. Chúng ta có chữ nhiệt mang ý nghĩa là ở đây là nhiệt độ nóng ấy. Ii desu ka? Đọc là netsu hoặc net. Ví dụ netsin, nhiệt tình. Đọc là atsui trong atsui, nóng. Cái nóng này ví dụ chúng ta nói về kohi hay là nói về trà, trà nóng chẳng hạn. Chứ cái này không nói nóng về nhiệt độ, nóng về nhiệt độ mà cảm thấy các bạn đã cảm thấy nóng về thời tiết như này này, thì các bạn sẽ dùng từ atsui khác. Ii desu ka? Ví dụ như sau. Atsui ippai no kohi de atama ga shikiri shita. Một tách cà phê nóng làm cho đầu óc thoải mái lên, đúng không? Ii desu ka? Chúng ta sang chữ kế tiếp ngược lại, đó là chữ lạnh, mang nghĩa lạnh. Rei trong, cho nên chúng ta có từ rei soko, tủ lạnh. Chume trong chume tai, lạnh. Ở đây là mang nghĩa tính chất là gì? Cảm giác. Ii desu ka? Ví dụ như sau. Chume tai atara ni rippuku suru. Rippuku là gì? Tức giận, đúng không? Tsumetai asirai là đối đãi lạnh lùng, tức giận vì bị đối đãi lạnh lùng. Ii desu ka? Chúng ta sang chữ kế tiếp là chữ kam, mang ý nghĩa là ngọt. Ama, ví dụ amayakashu, chiều chuộng. Amayakashu, chúng ta thấy rằng là bedonomono kuromo, trẻ của Việt, đúng không ạ, là gì? Được chiều chuộng, đúng không ạ? Ở Nhật thì không ạ. Ii desu ka? Amai, ngọt. Chúng ta thấy khi mà chúng ta chăm sóc ai một cái gì đó, tiếng Nhật sẽ là amaisugi, ngọt quá, đúng không ạ? Soikoto iu. Soikoto wa uchikau, ii desu ka? Ví dụ, ano ko wa amai mono bakkari taberu. Đứa trẻ kia chỉ ăn toàn đồ ngọt, danh từ cộng với bakkari chỉ toàn. Ii desu ka? Chúng ta sang chữ kế tiếp, đó là chữ o, mang nghĩa bẩn. Ví dụ, o sen, ô nhiễm. Kitana trong chữ kitanai, bẩn. Kitanai te o aratte kudasai. Hãy rửa cái tay bẩn đi. Ii desu ka? Bố mẹ nói với con như vậy, đúng không ạ? Chúng ta sang chữ kế tiếp là chữ quả. Ka, ví dụ kuramono, trái cây. Đây là trường hợp đặc biệt, hai dàn đi với nhau, đọc là kuda, không đọc là ka. Kết ka, kết, kết quả. Ví dụ, kô kết cáo nhô kì sư rự, dự đoán. Nhô kì là dự đoán trước. Kết quả, kô chính là y, kết quả tốt. Ii desu ka? Chúng ta sang chữ kế tiếp là chữ nãn, mang ý nghĩa là trứng. Đọc là rang, ví dụ, rang o chính là lòng đỏ của trứng ấy. Tamago trong chữ tamago, quả trứng. Chúng ta còn ví dụ như sau. Tamago wa kataku nyude shite kudasai. Hãy luộc trứng cho nó gì? Chín lên, đúng không? これはね、料理を作る
Toki wa koimasu này, như thế này thì khéo quá đúng không ạ? Itesu ka? Chúng ta xem chữ kế tiếp nhá, đó là chữ mảnh mang nghĩa là cái đĩa. Đọc là sara hoặc sara. O sara là cái đĩa. Hay sara là cái gatan thuốc. Itesu ka? Chúng ta có ví dụ như sau. Kirei ni huita sara chính là gì? Những cái chiếc đĩa mà làm sao được lau chùi rất là sạch sẽ. Itesu ka? Chúng ta sang chữ kế tiếp là tử, mang ý nghĩa là gì? Rượu đúng không ạ? Shu, nihon shu, rượu Nhật Bản. Hoặc là chúng ta có thể dùng nishu. Chứ đứng một mình đọc là sake, trong ví dụ o sake, rượu. Ví dụ như sau, kanozo wa ví dụ kanozo wa o sake ga nomimasu. Cô ấy có thể uống rượu. Chữ tiếp sang chữ kế tiếp đó là chữ diêm, mang ý nghĩa là muối. Đọc là en, ví dụ soken, muối ăn. Shio là muối. Ví dụ shio totte kudasai, xin hãy lấy cho tôi muối. Itesu ka? Shio totte kudasai, xin hãy lấy cho tôi muối. Đến đây thì chúng ta đã học xong phần kanji bài học ngày hôm nay. 皆さんどうもありがとうございます。じゃあまたね。